Đoạn dưới đây là nói về y tự tại. Phục hữu chúng sanh, quan đới anh lạc, vô lượng quang minh, bách thiên diệu sắc, tất giai cụ túc, tự nhiên tại thân. Con người thường lo lắng về việc ăn, mặc và chỗ ở. Người sống trên đời, chẳng ai không nghĩ đến ba chuyện này. So sánh như thế nào cũng không bằng thế giới Cực Lạc. Ở thế giới Cực Lạc, tất cả đều sẵn có. Là quê nhà của chúng ta. Phật Di Đà là từ phụ của chúng ta, ngày ngày vẫy gọi, hy vọng chúng ta về nhà. Chúng ta lưu lạc trong lục đạo vô cùng vất vả. Chúng ta xem chú giải. Chỗ này dễ hiểu. Hữu minh y sức thọ dụng tự tại. Y là y phục. Sức là trang sức, là chỉ cho các thứ anh lạc, vân vân. Quan là mũ, đới là y đới. Anh lạc là hàng quý nhân nam nữ ở Ấn Độ dùng ngọc quý làm trang sức nơi thân, cho nên có tên là anh lạc. Những thứ này chúng ta thường thấy, không khó hiểu. Như thị y sức, giai dĩ chúng bảo hợp thành, cố vân chúng bảo diệu y đẳng đẳng. Châu báu ở thế giới Tây Phương Cực Lạc và châu báu ở thế gian chúng ta không giống nhau. Châu báu ở thế gian chúng ta thông thường thì chất liệu rất cứng, như kim ngân, lưu ly, mã não đều rất cứng. Châu báu ở thế giới Cực Lạc rất mềm mại, có thể làm vải, làm vật liệu may mặc. Vàng có thể làm vật liệu may mặc, rất mềm mại, giống như hàng dệt tơ. Bạc, thủy tinh đều rất mềm mại. Không giống ở thế gian chúng ta. Cho nên nói y phục của họ là các thứ châu báu hợp thành. Xưng chi chúng bảo diệu y, tức thị chúng bảo sở thành, quan sắc di diệu, như quán kinh vân, nhất nhất bảo trung hữu ngũ bách sắc quan. Thị cố vô lượng quang minh, thân phát ra ánh sáng, trên thân mang y mão, mang những thứ trang sức này đều phát ra ánh sáng. Thị cố quang minh vô lượng, hữu vân nhất nhất quang minh, nhập bát vạn thiên sắc, thị cố bách thiên diệu sắc. Sở vân bách thiên giả, cái cực ngôn kỳ đa giả. Bảo quang diệu sắc,
thực sự là vô cùng vô tận. Hữu sắc trung phục phóng quang minh, như Quán Kinh vân, lưu ly sắc trung xuất kim sắc quang, pha lê sắc trung xuất hồng sắc quang. Pha lê, trong Kinh Phật nói là pha lê, ngày nay chúng ta gọi là thủy tinh. Ngày xưa không có pha lê, pha lê là do nhân công tạo ra. Lưu ly, người Trung Quốc gọi là ngọc bích. Ngọc màu xanh lá cây, thể trong suốt. Đất ở thế giới Tây Phương, đất của chúng ta là bùn cát, đất ở đó là lưu ly. Cho nên đất cũng là màu xanh ngọc rất đẹp, thể trong suốt. Từ bên trên có thể nhìn thấy bên dưới. Bảo trung xuất quang, cố tri quan sát trùng trùng vô tận, nhi thị y sức, cụ túc trang nghiêm, tự nhiên tại thân. Người Trung Quốc nói rằng tâm linh phước chí, Phật bảo như thị, phi nhân tạo tác. Không có tạo tác, không có người thiết kế, cũng không có người chế tạo. Quý vị muốn thì tự nhiên trên thân có, tùy theo ý muốn. Nhưng câu này chúng ta phải nghe cho rõ ràng. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong cõi đồng cư có tập khí, cõi đồng cư có cửu phẩm, tập khí nặng nhất là hạ bối. Hạ bối thượng sanh, hạ bối trung sanh, hạ bối hạ sanh là tập khí nặng. Trung bối có thể đã hết tập khí rồi, thượng bối thì không cần nói, không còn tập khí nữa. Hướng gì đạt được bổn nguyện gia trì của Phật A-di-đà, đều làm A-di Việt Trí Bồ-Tát. Đây là câu vô cùng quan trọng, bảo chúng ta rằng sau khi vãng sanh về thế giới Cực Lạc thì quý vị không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước nữa. Các thứ y đó là tự nhiên, không cần thiết suy nghĩ, cũng không thiết suy nghĩ màu sắc của nó là gì. Cũng không thiết suy nghĩ đến chất liệu của nó là gì. Tự nhiên có trên thân. Nguyên nhân gì mà được như vậy? Ngạn ngữ có câu tâm linh phước đáo. Phước báo này tự nhiên hiện tiền, không làm bất cứ việc gì. Trong này đồng thời còn có nhân thành tựu bổn nguyện oai thần của Phật A-di-đà, cộng thêm phước huệ của chính mình, hoàn toàn là hiển hiện tự nhiên, không nghĩ đến, cũng không cần nghĩ. Đó là y tự tại.